những năm gần đây sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn hữu cơ đang là hướng đi được tỉnh sơn la lựa chọn nhờ đó đã góp phần nâng cao chất lượng và giá trị nông sản đồng thời góp phần nâng cao thu nhập ổn định đời sống cho bà con nông dân đây là vườn xoài của Hợp tác xã Nông nghiệp An toàn Triềng Hạc, huyện Yên Châu. Sau hơn 10 năm hoạt động, việc sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn đã mang lại những kết quả tích cực cho các thành viên của Hợp tác xã. Trung bình, hàng năm, Hợp tác xã đã xuất khẩu trên 50 tấn xoài tượng da xanh sang các thị trường như Australia, Trung Quốc. Nhờ đó, thu nhập của các thành viên Hợp tác xã đạt bình quân 200 triệu đồng một năm. Cây của mình thì nó khỏe và khác biệt hơn. Cái màu lá thì xanh đậm và cái quan trọng nhất là về cái năng suất và chất lượng của sản phẩm thì thấy tăng hẳn về sản lượng còn đây là vườn xoài hơn 3 năm tuổi của ông Nguyễn Hương Long có diện tích gần 7 hecta Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, cây xoài ở đây luôn có đủ kích cỡ quả. Từ quả có trọng lượng trung bình khoảng 1kg và cả quả nhỡ, thậm chí là đang ra hoa. Vì vậy vườn xoài của ông Long có thể ra 3 lượt quả trong một vụ. Đáng chú ý tất cả phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đều được ông tự sản xuất bằng các thành phần hữu cơ, an toàn. Nhà có 3 hecta hồ cá nên cái cá rô, cái, thứ cá mạt là gia đình đã có ủ toàn bộ trên các diện tích của gia đình ủ cá xong với men, với ngô, với đậu tương ba cái loại vào đấy là còn thuốc bảo vệ thực vật thì là đã có gừng tỏi ớt Hiện nay Sơn La đã trở thành một trong những vùng trồng cây ăn quả lớn với tổng diện tích trên 71.000 hecta. Tỉnh Sơn La đang duy trì và phát triển được hơn 70 chuỗi cung ứng quả an toàn với tổng diện tích sản xuất trên 1.550 hecta, sản lượng ước đạt 13.000 tấn một năm. Tham gia chuỗi cung ứng có trên 78 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất cây ăn quả được cấp chứng nhận Việt Gáp. Phải xác định được vùng sản xuất đó là vùng sản xuất an toàn. Thứ hai nữa là chất lượng sản phẩm là tiêu chí đầu tiên, vì chất lượng sản phẩm thì nó gắn liền với cái thị trường tiêu thụ, gắn liền với thị trường xuất khẩu. Trong hơn 500 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, thì hướng dẫn các hợp tác xã là chuyển dần, chuyển dần sang hình thức đó là sản xuất cho nông nghiệp theo hướng hữu cơ, để đảm bảo đây là nông sản sạch, đảm bảo thương hiệu sản phẩm và đảm bảo giá trị gia tăng của sản phẩm đó. Năm 2020, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn 6,5 tỷ đồng cho các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời gắn các chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, từng bước thay đổi phương thức làm nông nghiệp hướng đến sản xuất nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững.